Theo báo chí đưa tin, vào ngày 7 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ đổ xăng thiêu chết 3 cán bộ công an ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 người, 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. 2 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội được phân công giữ quyền công tố tại phiên tòa. Hiện có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. 29 bị cáo bị truy tố trong vụ án này đều trú tại thôn Hoành và thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong đó, 25 bị cáo bị truy tố về tội giết người theo quy định tại điều 123 khoản 1, điểm A, D, N, O Bộ luật hình sự năm 2015. Các bị cáo gồm Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung. 4 bị cáo còn lại gồm Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 330 khoản 2, điểm A Bộ luật hình sự năm 2015. Đây là phiên tòa thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận khắp cả nước. Trước khi phiên tòa diễn ra, chúng tôi đã có dịp trở về xã Đồng Tâm để tìm hiểu xem những người đã từng trong tổ đồng thuận do số đối tượng Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Công, Bùi Thị Nối lập ra, xem họ nói gì về phiên tòa sắp diễn ra của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Về với thôn Hoành, xã Đồng Tâm, số người đã từng trong tổ đồng thuận có thể kể đến như Lê Đình Ba hay vợ chồng Nguyễn Văn Doanh, Nguyễn Thị Thoa, cuộc sống của họ nay đã trở lại bình thường. Thế nhưng, khi nói về quãng thời gian tham gia các hoạt động chống đối cùng với 29 đối tượng kể trên, họ cho biết họ đã thật sự ăn năn, hối lỗi. Chính vì nhận thấy sự lưu manh, lợi dụng vụ việc Đồng Tâm để kiếm tiền cho một số cá nhân trong tổ đồng thuận, nên ông Lê Đình Ba, vợ chồng Nguyễn Văn Doanh, Nguyễn Thị Thoa và gia đình bà Nguyễn Thị Đề đã không tham gia vào cái gọi là tổ đồng thuận. Cho đến nay, những con người còn lại trong tổ đồng thuận đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, đặc biệt là sau khi chứng kiến những hành vi cực đoan, man dợ mà bố con Lê Đình Kình, Lê Đình Công và một số người quá khích gây ra ngày 9 tháng 1 năm 2020. Họ đã nhận ra sai lầm, thể hiện thái độ hối lỗi bằng nhiều hành động cụ thể như tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương với tinh thần xây dựng, không nghe và làm theo những gì Dư Thị Thành, vợ Lê Đình Kình cùng thân nhân 29 bị cáo tại Đồng Tâm lôi kéo, xúi giục. Sự thay đổi này đã được chính những người dân tại thôn Hoành nhận thấy rõ nhất và phản ánh lại với chúng tôi. Điển hình như vợ chồng bà Hoàng Thị Thăng, Lê Đình Nguyệt đã tích cực cùng cán bộ thôn vận động người dân xóm 3, xóm 8, xóm 2, xóm 1A ủng hộ phương án chia đất cho các hộ gia đình. Điều mà trước đây Lê Đình Kình đã lợi dụng tạo cớ để vu cáo, xuyên tạc, đe dọa cán bộ, gây mất an ninh trật tự. Còn nhớ trước đây, tại các cuộc họp chi bộ, họp thôn, ông Lê Thanh Doãn, Nguyễn Văn Thiệu cùng một số người trong tổ đồng thuận luôn lợi dụng làm diễn đàn để xuyên tạc, kích động người dân. Nhưng gần đây, cũng chính những người này đã thẳng thắn chia sẻ, tố cáo hành vi của Bùi Văn Nhạc, một thành viên còn lại trong tổ đồng thuận và vợ con Lê Đình Kình liên quan đến việc móc nối với các đối tượng chống đối chính trị nhằm xuyên tạc, đánh lừa dư luận, đổi trắng thay đen để che đậy hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của bố con Lê Đình Kình. Bà Hoàng Thị Thăng, ông Lê Thanh Doãn, Lê Đình Nguyệt, Nguyễn Văn Thiệu tại cuộc họp chi bộ thôn Hoành ngày 20 tháng 8 năm 2020 vừa qua đã công khai phát biểu tố cáo hành vi của Dư Thị Thành, Bùi Thị Minh, con gái Bùi Viết Hiểu, đi đến nhà từng người để kêu gọi ủng hộ tiền, ký vào đơn xin miễn phạt tù cho thân nhân và xúi giục, kích động người dân. Trong đó, có một số người còn lại trong tổ đồng thuận kéo đến khu vực tòa khi xét xử sơ thẩm 29 bị cáo để gây mất an ninh, trật tự, nhằm gây áp lực với chính quyền. Cũng tại cuộc họp này, chính ông Doãn, bà Thăng, ông Thiệu cũng công khai thể hiện quan điểm phản đối hành vi của bố con Lê Đình Kình ngày 9 tháng 1 năm 2020 và mong muốn
Tòa án Nhân dân thành phố xử lý nghiêm với số người bị bắt. Họ kêu gọi người dân thôn Hoành phản đối hoạt động kêu gọi tập trung đông người trong thời gian tới của thân nhân Lê Đình Kình. Trong chuyến trở về xã Đồng Tâm lần này, chúng tôi thấy được sự bao dung và tấm lòng tha thứ của những người dân xã Đồng Tâm đối với những người nhận ra sai lầm, hối lỗi như bà Hoàng Thị Thăng cùng một số người còn lại trong tổ đồng thuận thời gian qua. Đồng thời qua đây, bà con xã Đồng Tâm cũng mong muốn Tòa án Nhân dân Hà Nội sớm xét xử nghiêm với Lê Đình Công và các đối tượng tại xã Đồng Tâm để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.